Đến rồi 2 tuần rồi. Em với bọn hơn đấy. Này lại đi ăn quả cá rồi mọi người. Này vào quán quen làm quả cá rồi. Được chưa? Cũng như thường lệ thì chỉ làm một đĩa này thôi. Nhà lát nữa thì lại thêm một tí nữa ăn bún. Ăn quả cá nó có nhiều thứ, lá nó có các thứ nào nó đủ như này thì ăn nó mới ngon rồi. À, chứ mình đây là cái lá Đài Loan đấy. À, mình kết nhất là cái lá này nó xuất xứ từ Đài Loan đấy. Khi mà về đây thì người ta làm những cái món ví dụ như món thịt sống, trái chanh hoặc là quả cá thì nó thường hay có cái lá này, nó kiểu như chua chát chát, nó rất là hợp với quả cá mọi người.